Audio Pro Edon T3, chiếc loa không dây phong cách cổ điển, âm thanh tự nhiên. Thiết kế pha trộn giữa phong cách retro cổ điển và hiện đại mang đến cái nhìn lạ mắt, ấn tượng. Các nút bấm vật lý trên chóp loa được làm từ chất liệu kim loại sang trọng, tinh tế. Thân loa làm từ chất liệu gỗ, sơn nhám mịn, giúp dễ dàng cầm nắm, hạn chế bám dấu vân tay. Mặt đáy có 3 đế cao su nâng loa hướng lên một góc 20 độ, giúp âm thanh lan tỏa tốt hơn. Các cổng kết nối nằm phía sau đơn giản, dễ hiểu. Hệ thống loa bao gồm 2 loa tweeter và 1 loa siêu trầm cho âm lượng lớn, đưa âm thanh bao trùm cả không gian xung quanh loa. Công nghệ Bluetooth 4.0 hiện đại giúp Edon T3 có thể xuất âm thanh chất lượng cao từ các thiết bị như iOS, Android, Windows Phone, Mac hay PC. Công suất 25W và công nghệ âm thanh DSP cho khả năng xử lý hầu hết các thể loại nhạc một cách tuyệt vời, âm thanh sống động, chân thật. Thời lượng pin vượt xa trí tưởng tượng của một chiếc loa không dây mini khi có thể đạt đến 30 giờ hoạt động. Đặc biệt, khả năng tự sạc cho các thiết bị khác nguồn ra 5V giúp cho việc trải nghiệm âm thanh được tiếp diễn dễ dàng hơn. Edon T3 mang âm thanh đến nơi bạn muốn. Audio Pro Edon T3 được bán tại Techzone với mức giá ưu đãi cùng với nhiều phần quà cực kỳ hấp dẫn. Chi tiết xem tại website techzone.vn.